Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Reuters đưa tin, trong phiên xét xử ngày 26 tháng 1 giờ Mỹ, bồi thẩm đoàn liên bang tại tòa án New York đã mất gần 3 giờ để đi đến phán quyết cuối cùng trong vụ bà Carroll kiện cựu Tổng thống hủy hoại danh tiếng nhà báo của mình bằng cách phủ nhận việc ông tấn công tình dục bà cách đây gần 3 thập kỷ. Tranh chấp pháp lý bắt đầu vào tháng 11 năm 2019 khi bà Carroll lần đầu tiên cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục bà trong một phòng thay đồ ở Manhattan năm 1996. Ông Trump phủ nhận việc này, khẳng định cáo buộc của bà Carroll là hoàn toàn dối trá. Bà Carroll sau đó kiện ông Trump lên tòa án New York, cáo buộc tội phỉ báng và tiếp tục đệ đơn kiện ông vào tháng 11 năm 2022. Tháng 5 năm 2023, ông Trump bị tòa án kết tội lạm dụng tình dục bà Carroll và phải bồi thường 5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, phía bà Carroll sau đó điều chỉnh đơn kiện và yêu cầu cựu Tổng thống phải bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Theo phán quyết mới nhất của bồi thẩm đoàn New York, bà Carroll sẽ nhận được 18,3 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại thực tế và 65 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường mang tính trừng phạt. Tổng số tiền bồi thường lần này sẽ cao hơn gấp 8 lần số tiền bà Carroll yêu cầu ông Trump phải bồi thường trong vụ kiện riêng rẽ hồi tháng 5 năm ngoái. Trước đó, Reuters ngày 26 tháng 1 đưa tin, một số thành viên Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Mỹ, gọi tắt là RNC, đã trình nghị quyết thúc đẩy việc công nhận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đại diện đảng này tranh cử Tổng thống năm nay. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm gây áp lực buộc bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng của ông Trump, phải tự rút lui. Tuy nhiên, nghị quyết đã được rút lại do vấp phải sự phản đối từ đích thân cựu Tổng thống Trump khi ông nói muốn trở thành ứng viên vào Nhà Trắng theo cách thức cổ điển tại thùng phiếu. Một số thành viên RNC cũng cho rằng việc tuyên bố cựu Tổng thống là người chiến thắng chỉ sau 2 cuộc tranh cử sơ bộ là hành động hống hách và không công bằng đối với bà Haley. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên chính thức đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Iowa và New Hampshire. Tuy nhiên, theo New York Times, ngoài ra nếu không có quy định nào khác liên quan đến nhân thân hay tiền án tiền sự. Trở ngại pháp lý duy nhất của ông Trump là việc Điều 3, tu trình án 14 của Hiến pháp có được sử dụng để chống lại ông hay không. Văn bản luật này cấm những người từng tham gia bạo loạn được phép giữ vị trí lãnh đạo tại bất kỳ cơ quan dân sự hay quân sự nào ở Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói hôm 26 tháng 1 rằng chúng tôi sẽ làm những gì phải làm để đảm bảo có thể bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Ông John Kirby nói thêm, chính quyền Mỹ làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là về hợp tác ba bên để có thể tự bảo vệ mình. Quan chức này cũng lưu ý rằng Triều Tiên không ngừng nỗ lực cải thiện khả năng vũ khí của nước này. Chúng tôi biết rằng Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các năng lực tiên tiến, bao gồm cả năng lực tên lửa đạn đạo, và họ muốn đạt được kết quả. Được hỏi về khả năng các động thái của Triều Tiên ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông John Kirby nói, không có tác nhân nước ngoài nào, dù nhà nước hay phi nhà nước, can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chúng tôi sẽ thận trọng trong chu kỳ bầu cử này như trước đây và làm những gì có thể để xác định, ngăn chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử. Trước đó, hãng KBS ngày 25 tháng 1 dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ USNI cho biết hồi cuối tuần trước, tàu sân bay Theodore Roosevelt CVN-71 đã tiến vào khu vực tác chiến của hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Chiếc tàu sân bay này đã xuất hiện ở vùng biển Nam Thái Bình Dương, phía đông nam Nhật Bản. Khu vực tác chiến của hạm đội 7 Hải quân Mỹ hiện có 3 tàu sân bay hạt nhân đang làm nhiệm vụ, gồm Ronald Reagan CVN-76, Carl Vinson CVN-70 và Theodore Roosevelt. Năm 2017, khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6, Mỹ đã điều động 3 tàu sân bay tới khu vực tác chiến Hàn Quốc, KTO, tiến hành tập trận chung với quân đội Hàn Quốc. Lần này, mặc dù 3 tàu sân bay của Mỹ chưa tiến vào KTO, song sự kiện Washington cử thêm 1 tàu sân bay tới khu vực tác chiến của hạm đội 7 bất chấp tình hình căng thẳng ở Trung Đông, được cho là nhằm cảnh cáo động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Ngày 25 tháng 1, Triều Tiên thông báo nước này đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới mang tên Bulwasan 3-31 như một phần của các hoạt động thường xuyên và bắt buộc nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết vụ phóng tên lửa nêu trên được thực hiện hôm 24 tháng 1, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của các nước láng giềng của Triều Tiên và không liên quan gì đến an ninh khu vực. KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí và là hoạt động thường xuyên và bắt buộc của Tổng cục Tên lửa cũng như các viện khoa học quốc phòng trực thuộc. Khi thế giới đã không còn quá bất ngờ trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, thì việc nhà lãnh đạo nước này kêu gọi xây dựng cơ sở pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác để hòa giải và thống nhất vẫn thực sự là một cú sốc rất lớn. Mặc dù vậy, nếu xem xét kỹ thì có thể thấy đây là đỉnh điểm không thể tránh khỏi sau nhiều năm gia tăng căng thẳng. Giờ đây, thế giới sẽ phải đặc biệt chú ý đến mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên để theo dõi xem Bình Nhưỡng sẽ làm gì sau khi ông Kim đưa ra một trong những tuyên bố chính sách đối ngoại đáng chú ý nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Vừa qua, trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông kết luận rằng việc thống nhất với Hàn Quốc là không còn khả thi nữa. Cáo buộc Seoul đang tìm cách khiến chế độ ở Bình Nhưỡng sụp đổ và thống nhất bằng cách sát nhập. Ông Kim Jong-un cho rằng Triều Tiên nên sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. KCNA dẫn lời ông Kim, chúng ta không muốn chiến tranh nhưng chúng ta cũng không có ý định tránh nó. Ông Kim nói rằng Triều Tiên cũng nên lên kế hoạch chiếm đóng, chinh phục và giành lại hoàn toàn Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến, kêu gọi không xem người Hàn Quốc là đồng hương, cắt đứt mọi liên lạc liên triều, đồng thời phá hủy tượng đài thống nhất ở Bình Nhưỡng. Giới quan sát đánh giá, đây là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ liên triều đã sa sút đến mức nào kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2 năm 2019 không mang lại kết quả. Sự thù địch đã nhanh chóng được đẩy lên cao với việc Triều Tiên không ngừng mở rộng kho vũ khí và liên tục lặp đi lặp lại các tuyên bố đe dọa về chiến tranh hạt nhân chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Thời gian vừa qua, báo chí có một số tin bài phản ánh sức mạnh UAV, máy bay không người lái của Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đang đặt câu hỏi liệu Ukraine sẽ duy trì lợi thế trong cuộc giao tranh bằng UAV này được bao lâu nữa? Điều đáng lưu ý là cuộc xung đột UAV đã nhanh chóng thay đổi, với sự ra đời của nhiều mẫu UAV mới cùng các chiến thuật mới gắn liền với các biến đổi không ngừng trên chiến trường. Theo thời gian, Nga đã kiểm soát bầu trời tốt hơn và có khả năng phát hiện, bắn hạ các mẫu UAV cỡ lớn này một cách dễ dàng. Trong bối cảnh ấy, Ukraine chuyển sang sử dụng công nghệ UAV nhỏ hơn để đối phó với các tiến bộ của phía Nga. Những UAV cỡ lớn vốn thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch tiêu trừ khủng bố ở Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalia và Syria thì nay không còn thích hợp cho cuộc giao tranh ở Ukraine. UAV loại lớn đạt hiệu quả lớn nhất trong các không phận không bị tranh chấp trong cuộc chiến bất đối xứng, do các UAV này có khả năng bay trong thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và không kích nơi xa. Nhưng những UAV cỡ lớn này lại bộc lộ điểm yếu khi bên tấn công không kiểm soát được bầu trời. Trái lại, UAV loại nhỏ do lực lượng lục quân điều khiển lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong không phận thấp của Ukraine nhờ vào kích cỡ nhỏ và số lượng lớn. Tầng không này nằm giữa lực lượng trên bộ và vùng bay của máy bay ném bom, là không gian hoạt động lý tưởng cho các loại UAV cảm tử, đạn lảng vảng và các UAV thương mại mang lựu đạn để thay thế cho UAV quân dụng. Dominika Kuznetsova, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh ETH Zurich nhận định các UAV nhỏ đã tỏ ra hiệu quả nhất trong các nhiệm vụ đơn giản hơn. Chúng cung cấp tai mắt trên bầu trời và giúp những người lính riêng lẻ phát hiện đơn vị đối phương, chỉ điểm cho hỏa lực pháo binh. Điều này làm tăng nhịp tiến và độ chính xác của lục quân, đồng thời hạn chế rủi ro cho các quân nhân. Có lẽ đây là lý do Ukraine đã tung ra một loạt UAV mới, bao gồm Backfire chống gây nhiễu và thiết bị mặt đất không người lái Ratel-S và tàu lặn không người lái Marika. Các loại drone này được cho là mang lại cho Ukraine lợi thế nhận thức tốt hơn về không gian tác chiến và khả năng đánh trúng mục tiêu. Với cách tiếp cận này, Ukraine tận dụng UAV thương mại để nhanh chóng đưa vào chiến trường. Điều quan trọng nữa là Ukraine tự sản xuất được các UAV như thế này thông qua quan hệ đối tác công tư. Được biết, Ukraine có kế hoạch sản xuất hơn 11.000 UAV tấn công tầm trung và tầm xa trong năm 2024, cũng như 1 triệu UAV FPV. Tuy nhiên, điều đó không khẳng định với việc Ukraine sẽ giành ưu thế trước Nga chỉ nhờ vào riêng UAV. Thứ nhất, Nga đang phát triển các chiến thuật và chiến lược chống UAV tấn công của Ukraine. Nga phối hợp phương pháp cũ và mới để xử lý UAV đối phương. Có thông tin cho rằng quân đội Nga sử dụng tân binh tấn công vào chiến tuyến Ukraine, buộc binh sĩ Ukraine phải đáp trả và làm lộ các vị trí có ngụy trang. Khi UAV đã phát hiện ra các vị trí đó, pháo binh Nga sẽ được cung cấp tọa độ để giã dồn dập và chính xác vào mục tiêu. Phương Tây lo ngại rằng trong các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, số vụ thất bại nhiều hơn hẳn số vụ thành công. Thứ hai, Nga cũng đang tích cực sử dụng UAV, đồng thời tự sản xuất UAV. Khi xét về UAV, dường như Nga đã có lợi thế vượt trội so với Ukraine. có thông tin cho hay Nga đang tự chế tạo loại UAV cảm tử nguy hiểm hơn dựa trên UAV Shahed và sản xuất các UAV giá rẻ sử dụng động cơ của hãng AliExpress. Hợp tác với Iran, Nga gần đây đã hoàn thiện xây dựng một nhà máy UAV ở Tatarstan, cách thủ đô Moscow 805 km về phía đông. Ước tính nhà máy này có năng lực sản xuất 6.000 nguyên mẫu Shahed 136, được Moscow đặt lại tên thành Geran-2 vào giữa năm 2025. Với năng lực sản xuất UAV mở rộng như thế này, Nga có thể giải quyết được tình trạng thiếu UAV và giành được lợi thế áp đảo trước Ukraine trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine có khả năng sẽ không theo kịp Nga về mặt này.